Xin chào tất cả mọi người. Sáng hôm nay hiện tại Lộc đang có mặt tại cốc ông Tư Tu Tiên. Lộc đi thì cũng tầm 4 giờ sáng mọi người, để đến phụ ông Tư quét lá ở phía sau trận pháp của ông Tư mọi người. Bữa giờ thì cũng một tuần thì Lộc không có ra video và Lộc cũng không có đến cốc ông Tư mọi người. Tại vì Lộc bận công việc đi làm nữa, nên có gì mọi người thông cảm. Và sáng hôm nay thì ông Tư sẽ thuyết một bài pháp tu là gì và những bài pháp khác để mọi người nghe về tu tập. Còn bây giờ Lộc mời tất cả mọi người cùng ngồi lắng nghe ông Tư thuyết pháp cùng với Lộc nha. Chào quý môn đệ. Hôm nay tôi đến với quý môn đệ có cả các bài giảng sau đây. Quý môn đệ cố gắng theo dõi bài giảng của chúng tôi. Đây tôi xin khởi ý và khai quang. Ý là luận sơ giải mấy bài này cốt để giúp ích cho người hiếu học quán nghe cảm thấy đặng rõ chân lý của đạo chú ý khỏi lòng nguy nan dừng cương nghỉ bước. Bởi ý học qua không dùng vào văn chương đặng nên buộc mình phải lấy lời tôi cột thật là giảng luận ra đây cho hiểu lý đạo. Tôi cũng do cổ điển mà luận giải, như chỗ nào có sai lầm xin quan tâm miễn chấp giúp cho được thiện nghĩ chứ đạo cao sâu tôi biết tới đâu thì luận tới đó cho rõ chung về chân đạo. Bây giờ quý vị theo dõi, bây giờ tôi hỏi quý vị, xin phép hỏi quý vị xem là tu là gì, quý vị có vị nào trả lời được hay không? Và tôi tiếp tục tôi sẽ đáp và diễn giải. Tu là gì quý vị? Tu là cậu phúc vẹn thân sâu, tu ấy nguồn trong rửa mà sầu, tu giải ôn khuyên căn nghiệp trước, tu trao nền hạnh nghiệp sau lâu, tu không có chuộng giàu sang có quyền, tu để cởi sức xiềng ràng buộc, tu thương nhau là thuốc trường sanh, tu là biết được đắc thành, chứ không có muốn tranh giành vị ngôi, tu ngồi mơ mép thì ngồi khổ thân. Người đi tầm đạo chớ đi xa, chùa núi hay non đó vậy mà, đạo trong tí não mà làm đó, làm phải làm lành đạo đó ra. Phật rồi tiên thánh có đâu xa, mà đi tìm kiếm nhọc công mà, ráng tu Phật đến tầm ta đó, đừng kiếm non chùa uổng công ta. Đó là tôi khởi đầu và về cái chữ tu đó. Quý vị cố gắng nghe tiếp thu và thực hành đi. Tu là như đóa hoa tư hung hăng tợ lá úa rơi bên lề, hoa tư lắm kẻ mê người hái, lá rơi đâu ai lại ngỡ ngàng, cạn lời khuyên kẻ thế gian, hoa tư nên chọn chớ màng lá rơi. Đã đến lúc đất trời gầm chuyển, nhân hoặc thay non biển cũng rời. Quý vị giờ lên thế giới đó, bây giờ qua bên Ukraine, qua bên các cái gãy Canada rồi đó. Hả? Thay người chết đỡ bèo trôi, trong nhà quỷ khóc ngoài trời ma rên, yêu ma chúng kêu trên kêu họ, kẻ lâm vào tất bỏ mạng ngay, cột vào nhà cổng lấy thay, xấu trường lên lộ gấp nhai người đời, khắp năm bắt khí trời mù mịt, lộ không người nhà biết cửa ra, người chưa từng thấy được ma, gặp ma hiện đến sẽ là hồn kinh, mặt mày cả gút nanh có đủ, thân giống người hình tú xấu xa, người nào bị quớ vào da, thù mình nhức nhối đến mà trắc ơi, kẻ bị nó bóp nơi hầu họng chết liền khi không được trói trăng, người nào bị nó nhe răng hồn phi phách tán nở cơn điên cuồng, giết cha mẹ hại luôn con cháu, đánh hung hăng táo bạo phi thường, ăn dơ ở giấy ngoài đường đến ngày bỏ xác, ăn dơ ở giấy không đường đến ngày bỏ xác ngoài đường đó thôi, có thứ ma dùng hơi gió độc thổi cả làng cảm xúc chết ngay. Đó, cái gì quý vị biết cái đó là cái gì không? Do đọc lại gì bông nguyên tử đó, quý vị niệm Phật xong đó, niệm cầu nguyện cho cái thế giới trong cái nước Việt Nam mình ra được hòa bình, quan dân an lạc, để tu hành niệm Phật, đêm nào cũng niệm Phật đó, tai nạn nó qua, quý vị cứ nghe đầu tôi đi, ai cũng niệm Phật, ai cũng niệm Phật, ai cũng làm hiền hết thì đâu có chiến tranh, đâu có giết hại lẫn nhau, rồi
rồi cái tình cảm của mình nó mới bảo vệ được cho mình, rồi mình mới tu hiền á. Tu hiền như đó hồ sơ tôi có mấy ai giảng đó, thì biết thương anh em đồng loại nhau, rồi cứ cầu nguyện đêm nào như cầu nguyện cho thế giới hòa bình, vạn dân an lạc, rồi cầu nguyện cho mọi người được sống vui vẻ để có sức khỏe tu hành niệm Phật, rồi mình sẽ vượt qua khỏi cực lạc. À quý vị cứ nghĩ vậy đi. Có một vị, tôi kể cho quý vị vừa nghe mà, có một vị thiên thần hóa ra bà thầy La Môn, mặc đồ trắng như tuyết, bước đến chắp tay xá Phật rồi hỏi rằng: bạch Phật, cây gươm nào bén hơn hết, lửa nào cháy dữ dội hơn hết, đêm nào tối tăm hơn hết, quỷ thuốc nào độc hơn hết? Phật đáp: một đầu thốt ra trong cơn giận dữ là cây gươm bén hơn hết, dục tình là ngọn lửa cháy dữ dội hơn hết, sự dối nát là đêm tối tăm hơn hết, còn tham lam là quỷ thuốc độc hơn hết. Quỷ thiên thần hỏi thêm: ai là người sẽ được lợi nhiều hơn hết, kẻ nào phải chịu khỏi lỗ nhiều hơn hết, khối giáp nào đâm không phỏng, còn khí giới nào tốt hơn hết? Phật đáp: ai là người biết thi ân báo đức thì sẽ được lợi nhiều hơn hết, kẻ thọ ơn của người mà không báo đáp phải chịu lỗ nhiều hơn hết, tánh kiên nhẫn là khối giáp đâm không phỏng, đức minh triết thượng hệ là khí giới tốt hơn hết. Quy thiên thần hỏi thêm: của nào quý hơn hết? Cái chi mà mọi người đều trân trọng hơn hết? Phật đáp: đức hạnh của con người là quý báu hơn hết, tham lam là quỷ thuốc độc hơn hết. Quỷ thiên thần hỏi thêm: ai là người sẽ được lợi quỷ thiên thần hỏi thêm: cái chi làm cho thiên hạ gớm ghiếc hơn hết, cái chi làm cho thiên hạ yêu mến hơn hết, còn cái hạnh phúc nào lớn hơn hết? Phật nói: điều lành làm cho thiên hạ yêu mến hơn hết, điều dữ làm cho thiên hạ gớm ghiếc hơn hết, tu hành cho mau thoát khỏi luân hồi là một điều hạnh phúc lớn hơn hết. Quỷ thiên thần chắp tay kính xá đa tạ rồi lui chân. Đó, quý vị nghiệm ra những cái bài giảng này quý vị tu là đúng rồi, không có gì đâu. Còn đi tu, còn quý vị muốn tu, quý vị đừng có nghe người ta nói rằng tu chắc gì thành, nhưng cái đó là sai rồi. Bây giờ tôi giảng qua một đoạn đó: quyết tu thì ác sẽ thành, có trồng có hướng há rằng không ngơ, chúng sanh biết bao giờ nhất niệm, cứ để lòng lưu tiến lượng khi, càng làm xót giả tự bi, tương đời còn mãi mê ly biển trần, tranh lợi danh chia phần thượng hạ, không ngày nào trong giả được yên, ít ai sống được ba niên mà lo những việc lâu bền ngàn năm, nào khác chi giống tầm đầm ổ, tự trói mình không chỗ chui ra, trong khi chưa chín chưa già bị người đem nấu trong lò nước sôi, hoặc đứng ngoài xem đời mộng mỹ, không cừ treo quản ý xót thương. Xưa kia Phật ở Trần Dương, lúc chưa ngộ đạo cũng vườn trái ni, đường của Phật đã đi đã hiểu, thương người còn liệu điệu chưa xong, cứu cho được máu vừa lòng, chúng sanh còn khổ quẫn không quẫn tình. Nghe lời này ta sanh cảm động, rồi tự dưng khóc rống to lên, nghĩ rằng tâm Phật rộng hơn, giúp người chẳng đợi ai đền trả ơn, đã nhiều kiếp bỏ thân quỳ đạo, quẫn một lòng chỉ bảo chúng sanh, ghét ưa gì cũng mặc tình, cứ lo khuyên dỗ cứ gìn lòng thương, lo như mẹ lo đường con trẻ, quên nhọc nhằn chẳng kể nắng sương, chúng sanh hữu phước không lường, nhờ lời của Phật mở đường mới thông, đi đến đâu động lòng đến đó, nước mắt càng lị nhỏ như mưa, cúi đầu ta mới liền thưa, biết làm sao trả cho vừa Phật ơn, xin Phật dạy thêm phần rốt ráo những điều con quê dốt vô thông, hay thay con khéo phát lòng, dạy con mọi lễ Phật không ngại gì, hiện giờ con trong khi đang ngủ, chân linh con và trụ kim sơn, xác con đang ngọ tại trần, nằm như khúc củi trước trần đều không, vậy con hãy thử xem lại xác như chết rồi nào khác chi đâu, nào là của cải đài lầu, nào là trăm thứ sắc màu nọ kia, phủi tất cả không hề nghĩ tối, hết còn lo toán thấu sự chi,
chúng sanh lấy đó mà si, chết rồi cũng thế có gì khác đâu. Muôn việc đến, quan khâu là hết. Nghèo giàu đều chung kết như nhau, uổng công lúc sống vơ vào, mạng chung tay chẳng, nắm vào món chi. Gây tội chẳng hoặc gì trường hưởng, đó là người làm tưởng lớn lao, thay vì nghiệp ác chuốc vào, nên làm việc thiện cho nhiều quý hơn. Danh được tốt mà ơn cũng có, hữu sự ai đành bỏ được mình. Sống trong cuộc sống an ninh, không ai đối địch chống kình mà lo. Được như thế của kho đồ sánh, cũng hơn người quyền bính ác gian. Tử sanh mà có niết bàn, khổ lao mà có thanh nhàn là đây. Đời cứ mãi sống say chết ngủ, lên xuống hồi chịu đủ đắng cay. Một lần người bị bào thai, một lần bỏ một xác tơi tại trần. Thân xác ấy nếu dồn quất lại, sẽ lấp đầy cả thấy bình dương. Chúng sanh nào biết nào trường, cứ say đắm mãi trên đường mê ly. Từ đây còn lần đi tới nữa, đến khi nào lò lửa Nam Châu bùng lên cháy phủ cả đầu, chừng nay mới biết việc đâu đã rồi. Bài giảng này quý vị cái theo dõi giờ nhìn trên thế giới thì quý vị thấy ngay cái này. Rồi thay ngày người chết tại bầu trời ở đâu quý vị biết không? Ở tại cái bình dương biển lớn đó, chỗ đó là chỗ này là sau này quý vị sẽ thấy. Bây giờ chúng ta nên đoàn kết nhau tu hành cầu nguyện cho quốc thấu dân an, rồi riêng hạ hòa bình cộng hưởng vui vẻ, để mình sống ngày nào mình tu ngày đó. Mỗi người niệm Phật, mỗi ngày ai cũng biết niệm Phật hết thì không có vấn đề giặc giả nổi lên đâu, và mà dân chúng được vui vẻ an nhàn thanh quẩn nữa. Quý vị nghe tôi là tôi đi, tôi nói không có sai đâu. Bây giờ tôi sẽ nói qua điều này. Lòng tham của đổ trên tu, được như vậy chẳng bao lâu trất thành. Không thành tại chẳng hành chẳng đạo, đâu phải do Phật giáo không lên. Nghề chuyên học rất ngờ trinh, tâm chuyên niệm Phật tâm linh không làm. Câu quản sự do tâm rất đúng, khéo do tâm vụng cũng do tâm. Thành cầu xấu phải chịu nằm, muốn soi trăng hở sống tâm phải bình. Cứ như thế mà hành chánh chắn, dù việc chi cũng đặng chứng thành. Con nên khiên nhũ nhơn sanh, nếu mà nhận phải thì hành mau đi. Kẻo gặp cuộc biến điều sợ hãi, e cho người hối cải muộn màng. Gắn lo làm phước làm đoan, để mà được dự hội hàng Phật tiên. Có vị từ hoa sen hiện tới, có vị từ trong khối mây mà ra. Trên hư không bỗng có nhà thật từ trong đó, trong ấy đi ra nhiều ngày. Có vị từ trong cây mà xuất, có vị từ dưới đất chui lên. Núi non lại hóa lầu đền, nơi lung chấp bỗng biến nên thị thành. Trên trời hiện mây lành ngũ sắc, lại có luôn ca nhạc thần tiên. Mưa hoa rơi xuống khắp miền, cúng dường các bậc thánh hiền mười phương. Hào quang chiếu khắp đường khắp nẻo, có mây lành phủ kéo khắp nơi. Phật tiên lộ vẻ vui cười, dung nhan đẹp để gấp mười phong hoa. Do công đức hiện ra nhiều phép, sức biến thâu quỷ khiếp phần kinh. Linh ngồi sức tưởng tưởng linh, ai trong linh ngoài sức tưởng tưởng linh ôi không ai dám địch tình nổi ôi. Núi hoàng hóa phương tây hợp hở, cái núi hoàng này ở phương tây ở núi cạnh núi cấm á quý vị biết không. Núi hoàng hóa phương tây hợp hở, lầu ngọc bày gõ sáng rỡ hướng đông. Lắm người đắc phép thành thông đó, lắm người đắc phép thành thông, nhiều bà quỳ Phật, lắm ông quỳ thần. Cõi sen hiện chín trừng chín cấp, do công tu có thấp có cao. Có hào quan đủ các màu, người già hóa trẻ cùng nhau tươi cười. Quý vị thấy tu lợi ích cỡ nào chưa? Cho nên ông để lại cho ông hướng dẫn cho mình đó. Một người đạo quả đắc điền sẽ là cứu được của hiền siêu thăng. Bây giờ chưa? Quý vị cứ nhớ cho cái đó này. Mình cố gắng tu đi, mình cứu cả cái cứu hiền của mình được. Anh em mà cha mẹ mình được hết đó. Ông một thiền niên đó, ông cứu mẹ ông đó. Quý vị thấy cái đó rồi hiểu như vậy. Còn quý vị có, nếu mà đẹp trời mà gặp tôi á, tôi chỉ cách siêu á, dễ lắm. Cái siêu mà quý vị mà nắm chắc trong tay mà cái siêu được rồi á, thì cái đó biết bao nhiêu ngàn tỷ mà mua, mà quý vị thấy không? Quý vị cứ cố gắng tu hành đi, đừng có mông lung, đừng có trâu bò nữa. Ham tiền làm nhiều vậy, tiền là bạc có đâu chung thủy. Quý vị cứ, tôi biết quý vị chứ không, cứ ham tiền mà tu, nửa muốn tu, nửa muốn nhiều tiền à. Thế mà ăn bữa dỗ lỗ bữa cày, quý vị có đúng câu đó không? Mình muốn về cực lạc thì mình phải tu, phải khổ, phải hành, mình tự hành mình chứ ai hành.
Đó, tôi nói với vị kinh nghiệm đây. Bây giờ tôi sẽ gián tiếp quý vị có thể rõ ràng này. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có gì thốt ra, quậy khuyên phải niệm Di Đà, hồng danh số chữ thật là rất cao. Năng trừ tám quạng trần lao, tham thiền quán trưởng pháp nào cũng thua. Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước tìm đường mà tu. Xét ra trừ kiếp đã lâu, hiệu là phát tạng tỳ kheo đó mà. Trong khi ngài mối xuất gia, 48 nguyện phát ra một lần, nguyện nào cũng lắm ôi thần, nguyện nào cũng trọng và còn đổ sanh. Cho nên mình tu thành như thành Phật như mấy ổng rồi, độ cả chúng sanh hết đó, được hết đó. Mà nguyện nào cũng lắm ôi thần, nguyện nào cũng trọng và còn chúng sanh, quỳ thương thế giới bất bình, nên chi đồ Phật mà đành bỏ ngô. Thầy là Bảo Tạng Như Lai, ổng là Bảo Tạng Như Lai, bạn là Bảo Hải trước ngày Thích Ca. Hai ông này đi tu khi bỏ ngô bỏ rước mà đi tìm cho lên rừng núi mà tôi gặp nhau ở một ngã ba đường, rồi hứa nhau đã tu thành, đã đổ chúng sanh đấy. Thầy là Bảo Tạng Như Lai, bạn là Bảo Hải trước ngày Thích Ca. Thích Ca nguyện độ ta bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà lạc bang, mở ao chín phẩm sen vàng, xây thành bá bủ đổ đàn đất tròn, đất tròn lưu ly quả đất sáng ngon, lầu châu cát ngọc mười phần trang nghiêm, hoa trời rước nở ngày đêm, có cây rất bấu, có chim rất kỳ, lạ lùng ở cõi phương Tây, mười phương cõi Phật cõi nào cũng thua. Phong quang vui vẻ bốn mùa, nước reo pháp Phật, gió khua nhạc trời. Di Đà có thể một lời, có thể một lời, mở ra cảnh ấy tiếp người quán sanh, mười phương ai phát lòng thành, nhất tâm mà niệm hồng danh của ngài. Hàng ngày trong lúc ban mai, niệm từ 10 tiếng đến rày 100. Nhớ niệm từ 10 tiếng đến rày 100. Khi đi, khi đứng, khi nằm, chuyên trì niệm Phật lòng chăm phát nghiền, nguyện sanh về cõi về cõi Bảo Liên, nguyện sanh về cõi Bảo Liên là nơi cực lạc ở miền Tây Phương. Đến khi thọ mạng vô thường thì ngài phóng ngọn hào quang rước liền. Biết bao phước đức nhân duyên đã về cực lạc còn phiền não chi. Trời vui cảnh vui trời chẳng cảnh vui trời chẳng có bì. Đêm ngày sông thả ngày ngày vui chơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không giờ đi đâu. Là đi dài cái cõi đó rồi không có già chết nữa quý vị à, cố gắng tu đi. Hằng ngày cái tu niệm Phật làm Phật Di Đà là cái bài pháp này, bài pháp và bí truyền á, quý vị ra gặp tôi chỉ có chừng ba tờ giấy, biên ba tờ giấy quý vị hành cho y chỗ đó, là quý vị không chịu thoát tôi chịu tội giùm cho quý vị. Quý vị cứ vui vẻ. Bây giờ quý vị có nhà có hồi giờ có sát sanh á, bây giờ tôi khuyên cái bài sát sanh này là quý vị rời gọi đi cho đỡ, rồi tạo nghiệp phải trả, hãy mà mình tạo cái gì mình trả đó, tạo ác trả ác, thì là tạo thiện thì mình có thiện, không có gì á. Ác quả thì ác báo, mà thiện được thì được mình được lành, làm lành thì mình được tồn, làm ác cái hổ dữ nuốt hồn mất tiêu, đó là vậy đó. Bây giờ tôi giải qua một cái bài, có một vị hỏi đạo là gì, đây tôi xin giải quý vị nghe nè. Đạo là tiên thiên nhất khí bổn thể hư vô, đạo vốn phong trên mượn danh kêu là đạo, bỏ một phần âm một phần dương hiệp lại cũng là đạo. Đạo là cơ quan cái máy chủ trở của sự sanh hóa, nên nhất cả hỡi có sanh hóa đặng là đạo, nếu làm cho nó không sanh hóa đặng là thoát đạo. Vậy nên đạo gọi là thiên địa giao thờ pháp luôn toàn chuyển, nghĩa là trời đất hiệp hòa, thì cái máy nó xoay trở chuyển quận mới sanh hóa đặng. Đạo gọi là âm dương phó hiệp, vạn quận phó sanh, có nghĩa là khi âm khí dương cảm xúc nhau muôn vật mới sanh hóa, gọi là mới sanh hóa, gọi là toàn khí trương giao, nghĩa là thòng với khí hiệp lại đặng là đạo. Nếu quý vị
hành cho được chánh đạo thì có thể siêu thoát và khỏi Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ tiếp tục nghe thầy giảng thêm bài nữa. Nếu cõi đời không đau khổ trở trăm thì ta không xuất hiện ở trần gian. Đó là tôi nói qua tôi đó quý vị. Nếu cõi đời này không đau khổ trở trăm thì tôi không xuất hiện ở trần gian. Cuộc sống nhân loại càng ngày trở nên phức tạp và hỗn hợp, vì mãi đấu tranh cho cuộc sống, cho những dục vọng tham sân si dẫn đến dìu dắt của người đi đến con đường đau khổ và xa đọa. Bởi không nhận chân được thật tướng vô thường của thế gian, rõ biết sự giả hợp nơi bản thân, sự sinh diệt của vũ trụ, cứ mãi mê tham đắm khổ cầu, chạy theo thị dục địa hiếu của xã hội để rồi phải xa lầy vào đống buồn ngơ tham vọng. Càng đấu tranh khởi động bao nhiêu thì buồn lầy tội lỗi bấy nhiêu, như vậy đã xa vào vũng buồn tham dục. Càng đấu tranh khởi động thêm nữa thì khó có thể bước lên nơi cô giáo một cách dễ dàng cho được. Từ chỗ sạch sẽ đi vào con đường buồn lầy, quý như bệnh đã bộc phát nơi thân thì phải có phương pháp pháp thuốc men chữa trị vậy. Muốn lìa khổ đạt vui, chúng ta phải theo sự chỉ dẫn của những vị hướng đạo đại biểu là Đức Phật, vì ngài là người đã chứng nghiệm bằng chính bản thân và thâu hoạch được rất nhiều kết quả lợi ích, kết quả an vui giải thoát trong cuộc sống. Chính các đệ tử của Phật đã hành trì theo lời dạy và tu học được rất nhiều an vui hạnh phúc giải thoát cuộc sống. Lịch sử ra đời của Đức Phật, lịch sử ra đời của Đức Phật chứng minh điều đó không phải chuyện hảo huyền vô căn cứ. Mỗi người trong chúng ta ai có thực hành được thì sẽ được lợi ích vô cùng to lớn. Như người quý như người uống nước tự mình biết được nóng lạnh. Như những người thưởng thức những món cao lương mỹ vị mới có thể cảm nhận được cái ngon lành tôn quý của các món ấy mà thôi. Nếu chỉ nghe và biết, chưa họ không trực tiếp hưởng thụ thì chẳng bao giờ được lợi ích thiết thực. Giáo pháp của Đức Phật có muôn ngàn phương tiện, thế nên tùy theo căn cơ trình độ chúng sanh thích hợp mà thực hành điều này. Đòi hỏi của người phải có một trí tuệ sáng suốt để nhận định chọn đúng hướng đi cho mình khỏi nhọc lòng mà kết quả lại khả quan. Nhưng cho dù pháp môn nào đi nữa cũng không ngoài mục đích hướng dẫn chúng sanh lìa khổ đạt vui, vũ sạch phiền não tham sân si, đạt đến chỗ thanh tịnh giải thoát. Quý vị thấy cái giải thoát có dễ mà phải hành á quý vị, hành theo cái đầu rồi giảng đó là quý vị cứ lấy cái lý đó mà quý vị tu là đúng thôi, để đến cái chỗ giải thoát đó. Như đạo Phật dạy, nước trong tất cả biển gì chỉ có một hương vị của mặn, trong tất cả giáo pháp của Như Lai chỉ có một hương vị của giải thoát. Đó rồi quý vị ra cái điều đó là quý vị hành đi. Còn quý vị niệm Phật, niệm Phật thì phải làm lành á, tâm cho thanh tịnh mới là đạo chân. Cũng đừng có tánh thiệt hơn so đo lời nói thấp cao ít gì, gắn công rồi luyện quả trì, nếu mà chẳng sớm kịp kỳ liệu tròn. Niệm Phật cho nên rày ra, phải nhường phải nhịn thương mà như nhau. Thương người đừng nợ khổ lao, ra tay cứu quốc trợ người còn mơ, ác gian thời chết ở hờ, không trông tránh khỏi sẽ gồm bây giờ. Có nghề chép lấy làm ngơ không mờ, tu hành sâu được tránh thơ, không lo tu niệm thay phơi liên đồng, bất kỳ trên đất dưới sông chỗ nào cũng có tay mà ác gian. Muốn tu đừng có liễu tròn, phải biết liễu tròn để sâu đến việc khóc than kêu trời. Lão già chỉ dạy hết lời mà chẳng tu niệm uổng công dạy tiền. Đục trong chỉ dạy liên miên, ráng nghe trai dạy nghĩ si mà làm. Điên khùng chẳng có nói nhàm, nói đỡ dân làm sâu được thánh thơ. Khiên trong bổng bộ đạo quậy thờ, đục trong lão tỏ cạn lời hết trơn. Dạy khuyên nào khác đỡ đơn, khiên trong bổng đạo đường hờn làm chi. Đâu thì ráng nhớ quậy thì, thuốc thầy ghi đỡ tại ngay sát trần. Có đâu thì hãy ân còn, chép lấy để dành coi đó làm theo. Uổng công uổng trong cơn bệnh hiểm nghèo, lòng thành mà hết không thành mãn vong. Xác trần thầy dạy đục trong, muốn tu hỏi nó như thầy còn đây. Xác
trần cũng rõ như thầy, thiên cơ cũng rõ, đạo rành nghĩa thông. Ráng mà ghi nhớ trong lòng, tu hành học hỏi cho thông chân tiền. Học đạo tâm tịnh tự nhiên, lòng như biển cả mới yên tấm lòng. Tịnh rời cụ quỷ mới mong, bản hoàng sẽ gặp danh bay khắp ngàn. Cũng bừng học khối ngơ ngang, bỏ sự gian ác hung hăng nao lòng. Cũng đừng bỏ lẽ tranh công, lời ăn tiếng nói phải cho nhân từ. Khuyên đừng học thối ngạo cự, bỏ sự gian ác suối vua rầy rà. Cũng đừng mắng chữ người ta, cơ hàng nghèo khổ cũng thương như mình. Ráng năng xem sách coi kênh, thờ sâu mới được tiễn huynh tha nhà. Thôi bài giảng đến đây tôi xin tạm dừng. Ngày mai đêm trời chúng ta sẽ gặp nhau lại. Trước khi dừng tôi chúc quý môn đệ và gia đình của quý môn đệ một năm đầy khỏe mạnh và đầy hạnh phúc, đoàn kết nhau tu tập để hướng về cực lạc, thọ hưởng sự vui sướng hạnh phúc. Tôi xin chào. Sáng hôm nay thì Lộc cũng đến là cái cốc của ông Tư mọi người, để ngồi nghe ông Tư thuyết pháp. Và hôm nay thì ông Tư còn đi về thuyết pháp cho các Phật tử mọi người. Hẹn mọi người video từ kênh của Lộc vào ngày mai. Xin chào tất cả mọi người nha.